Sáng nay ngày 27 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, đoạn qua địa bàn và khánh thành công trình trụ sở làm việc của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố Sầm Sơn. Dự buổi lễ có các đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Dự án đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 qua địa phận thành phố Sầm Sơn có chiều dài 5,8 km với quy mô mặt cắt ngang từ 60 đến 77 m. Tổng mức đầu tư là 939 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến từ đường ven biển đến điểm nối con đường ký ức có quy mô chiều dài tuyến 1,9 km với tổng mức đầu tư 331 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn theo cơ chế đặc thù của nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, nghị quyết số 298 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được thành phố Sầm Sơn lựa chọn đăng ký là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu giao nhiệm vụ cho thành phố Sầm Sơn và nhà thầu thi công Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nêu rõ ý nghĩa quan trọng của dự án tuyến đường đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, đáp ứng lưu lượng giao thông, đảm bảo kết nối liên vùng thông qua tuyến đường bộ ven biển và các trục giao thông trong khu vực. Để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường trong năm 2025, Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tập trung nguồn lực, bố trí kế hoạch vốn đáp ứng yêu cầu cho dự án. Đồng thời tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Kịp thời ra soát các mỏ vật liệu trên địa bàn và khu vực đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho dự án đúng tiến độ, không để tình trạng dự án bị ảnh hưởng tiến độ do nguồn cung cấp vật liệu không đáp ứng đủ nhu cầu. Cũng trong buổi sáng nay, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đã dự lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Sầm Sơn. Công trình được khởi công từ ngày 15 tháng 12 năm 2021. Qua hai năm thi công, đã hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra, tạo điểm nhấn để không gian, cảnh quan kiến trúc của đô thị Sầm Sơn là cơ sở để bộ máy thành phố hoạt động tốt hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.